Thưa quý vị, khi đến với một thành phố thì chúng ta có rất nhiều phương tiện để tham quan thành phố đó như là xe lô, xe điện, xe đạp. Thế nhưng ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một loại phương tiện hoàn toàn khác. Và đó chính là xe buýt 2 tầng. Xe buýt 2 tầng là một mô hình khá nổi tiếng với các nước trên thế giới và Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ. Du lịch Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng là một trải nghiệm độc đáo và thú vị cho du khách khi tới thăm thành phố. Với phương tiện này, bạn có cơ hội được ngắm thủ đô từ trên cao và bạn có cơ hội được check-in cảnh đẹp. Dưới đây là một số trải nghiệm thú vị khi đi xe buýt 2 tầng. Với xe buýt 2 tầng, bạn có thể thoải mái ngắm nhìn, chiêm ngưỡng kiến trúc nổi tiếng như nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hát lớn Hà Nội. Check-in cảnh đẹp với xe buýt 2 tầng tại Hà Nội, bạn có thể thoải mái check-in cảnh đẹp với view từ trên cao. Tận hưởng không khí mát mẻ với xe buýt 2 tầng, bạn cũng có thể tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ của thành phố, đặc biệt là vào những ngày mùa xuân, mùa thu. Tự do xem các chương trình giải trí được cài đặt trên sẵn xe buýt, sử dụng màn hình tủ lạnh và wifi tốc độ cao hoàn toàn miễn phí. Các bạn hãy thử nhé. Và ngay bây giờ cho phép Huyền My và Khánh Vân phỏng vấn một vị khách. Xin chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đi xe buýt 2 tầng không ạ? Chị thì đã có những cái dịp mà đi tham quan các thành phố bằng rất nhiều phương tiện như là xe điện này hay là xích lô này. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngay tại thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội này thì có lẽ xe buýt 2 tầng cũng là trải nghiệm lần đầu tiên chị có được. Vậy ngày hôm nay chị tham gia trải nghiệm này với ai ạ? Ngày hôm nay thì chị tham gia trải nghiệm này cùng một số người bạn. Cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp nhau và hôm nay cuối tuần thì tranh thủ đi lên phố thì đây cũng là cái một mô hình khá là mới. Tức là cùng rủ nhau lên xe để tham quan tham gia cái trải nghiệm này luôn. Vậy cảm xúc của chị ngay bây giờ như thế nào ạ? Ngay lúc này thì một cái cảm xúc cũng như là một cái cảm giác vô cùng dễ chịu. Bởi vì là cái thời tiết mà Hà Nội bắt đầu chuyển mình từ mùa hè chuyển sang mùa thu thì nó đã mang đến cho con người những cái cảm giác rất chịu về thời tiết rồi. Hơn nữa là tham gia một cái trải nghiệm này cùng với những người bạn, những câu chuyện được bắt đầu kể lại từ ngày xưa. Và ngồi trên chuyến xe này thì mình cũng có dịp ngắm nhìn thành phố Hà Nội một cách chậm rãi giữa cái nhịp sống hối hả hàng ngày. Khi mà cuộc sống này, tắc đường này, quá nhiều thứ thì ngày hôm nay chị cảm thấy vô cùng là dễ chịu. Có những cái góc phố, những hàng cây hay là đơn giản chiếc đồng hồ của thành phố, ngày hôm nay chị cũng có dịp mà ngắm nó lâu hơn một chút, chậm hơn một chút. Nói chung là một cảm giác mà chị nghĩ là ai cũng nên thử và có được cho mình những cái trải nghiệm như thế này. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Em chúc chị và những người bạn, em chúc chị có những trải nghiệm tuyệt vời bên những người bạn của mình. Chị cảm ơn em. Giữa nhịp sống hối hả, mình mong các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời giống như bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.